thưa quý vị, trong nỗ lực đảm bảo dân chủ, nhân quyền, Đảng và nước ta không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó thực hiện quyền chính trị được coi là thước đo quan trọng nhất của bình đẳng giới. Việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn không ít trào cản khó khăn, đòi hỏi cần có thêm những giải pháp đồng bộ cũng như sự kết nối chặt chẽ từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới và bảo đảm quyền chính trị cho người dân, nhất là đối với phụ nữ, luôn được đảng nhà nước ta coi trọng. Trên cơ sở phù hợp các quy định của pháp luật, cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà nước ta tham gia. Về cơ bản hiện nay, phụ nữ đã có vị trí và vai trò ngang bằng với nam giới được thụ hưởng những thành quả của đời sống xã hội, được tạo cơ hội để phát triển toàn diện, tham gia nhiều hoạt động chính trị. Dù vậy, thực tế, có lúc, có nơi vẫn còn tồn tại những khoảng cách chênh lệch giữa nam giới và nữ giới trong việc thực hiện các quyền được pháp luật quy định. Do nhiều lý do khách quan và chủ quan, mặc dù tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội đã tăng nhưng chưa thật bền vững. Tại nhiều nơi, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng còn thấp, Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt còn thấp. Việc hoạch định và thực thi chính sách đối với nữ giới còn hạn chế do sự thiếu hụt cán bộ nữ trong một số lĩnh vực quan trọng. Một số lãnh đạo nữ khi thực hiện quyền được trao vẫn còn thụ động, chưa phát huy được năng lực của bản thân. Lợi dụng những hạn chế này, các thế lực thù địch tổ chức phản động ra sức phủ nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm bình đẳng giới nói chung và quyền chính trị của phụ nữ nói riêng. Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật, thổi phòng một số hiện tượng để vu cáo Việt Nam không có bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ. Chúng xuyên tạc rằng, dưới chế độ mà chúng gọi là đảng trị, phụ nữ bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, và rằng đảng chỉ đưa ra những chính sách mị dân, lừa bịp chị em. Đây rõ ràng là những nhận định thiếu khách quan, sai lệch nhằm chống phá đảng nhà nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cần khẳng định, đảng nhà nước, xã hội và đại đa số gia đình đã tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Văn kiện Đại hội 13, đảng ta nhấn mạnh, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Việc tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị là rất cần thiết, không chỉ bảo đảm tiếng nói đại diện, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nữ giới mà còn khẳng định nếu không có sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống thì xã hội không thể có được sự phát triển bền vững. Trong lĩnh vực chính trị, Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cùng với việc trao quyền cho phụ nữ thì chính chị em cũng ngày càng chủ động, tâm thế, năng lực để đón nhận và thực hiện quyền chính trị được trao một cách hiệu quả nhất.